Kính thưa Quốc hội, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội thông qua. Sau 4 kỳ họp cho ý kiến, ngày 18 tháng 1, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai sửa đổi với 432 trên 477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, luật đất đai là dự luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước. Được trình Quốc hội tại 4 kỳ họp, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 8 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các cơ quan tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, bảng giá đất được quy định 5 năm một lần và phải điều chỉnh bổ sung đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít trường hợp thực hiện điều chỉnh bảng giá đất trong quá trình áp dụng, dẫn đến bảng giá đất không phản ánh đúng giá đất thực tế trên thị trường. Thể chế hóa nghị quyết số 18 của Trung ương và trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, dự thảo luật quy định ban hành bảng giá đất hàng năm để bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất. Dự thảo luật cũng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo, hoặc điều chỉnh sửa đổi bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế. Về ý kiến đề nghị không quy định phương pháp thặng dư trong định giá đất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề khó. Nội dung quy định tại dự thảo luật đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, nghiêm túc nghiên cứu để thiết kế các phương pháp định giá vừa có tính kế thừa, vừa có tính cụ thể hóa thực tiễn, có đổi mới, nhưng phải có tính bao quát để có thể áp dụng cho các trường hợp cụ thể lâu dài. Dự thảo luật quy định mang tính nguyên tắc, xác định rõ về nội hàm và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp. Các cơ quan đã cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc tiếp tục quy định tại dự thảo luật về phương pháp thặng dư. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, nền kinh tế đang phát triển, thì việc sử dụng phương pháp thặng dư trên cơ sở ước tính giá trị tương lai là cần thiết vì chưa có sẵn những thông tin dự án tương tự đã hình thành và giao dịch để áp dụng cho các phương pháp định giá khác. Tán thành 432 bằng 87,63%.